Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế và những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Lá cờ chiến thắng của Nga tung bay ở trung tâm Seredov trong dãy nhà cao tầng. Rõ ràng quân đội Ukraine đang chạy trốn khỏi thành phố. Kênh Military Summary đưa tin, tình hình mặt trận Pokrov đang lên đến đỉnh điểm. Theo các dữ liệu định vị địa lý mới nhất từ Imailivka, có vẻ như Kunik cũng đang bị quân đội Nga RFAF tấn công từ phía Tây. Họ được cho là đã kiểm soát một phần lớn thị trấn. Xa hơn về phía bắc Seredov, lực lượng Moscow đã thọc sâu vào trung tâm thị trấn, cũng như ập vào từ ba phía đông, nam, bắc. Lá cờ chiến thắng của Nga tung bay ở trung tâm Seredov trong dãy nhà cao tầng. Rõ ràng trước nguy cơ bị bao vây, quân đội Ukraine đang chạy trốn khỏi thành phố. Cùng lúc đó, lực lượng Kiev ở làng Mykolaivka cũng được cho là đã thất thủ. Tại Chasovia, quân đội Nga được cho là đã đột phá thêm một lần nữa ở trung tâm thành phố và thâm nhập sâu vào nội đô Chasovia vài trăm mét. Tình hình ở Siberia cũng rất sôi động trở lại và lực lượng Moscow thông báo rằng Seryabinsk đã thất thủ. Theo hướng Kupiansk, quân đội Nga đang tiến dọc theo các cánh đồng về phía Tây và họ đã giành được thêm nhiều lãnh thổ ở Kurunikivka. Tóm lại, quân đội Nga tiếp tục gặt được nhiều thành công dọc theo toàn bộ tuyến tiếp xúc chiến đấu. Tuyến phòng thủ kiên cố ở Chasovia bị đánh sập. Kênh Rydovka cho biết, những thành công của lực lượng Moscow trong cuộc tấn công phía nam Chasovia khiến kế hoạch phòng thủ tổng thể của Ukraine bị phá sản. Trước nguy cơ bị quân đội Nga tiến vào sườn nhà máy vật liệu trữ lửa, quân đội Ukraine buộc phải thay đổi sơ đồ phòng thủ. Điều đó được thể hiện bằng lực lượng Kiev từ bỏ hai tiểu quận Novi và Otivrisky ở gần Sebesky Donetsk, Donbass và sử dụng các đơn vị đã được triển khai trước đó để tăng cường phòng thủ theo tuyến mới. Sự thiếu hụt nhân sự tại đơn vị đồn trú của Kiev ở Chasovia đã buộc họ phải lựa chọn giữa một quyết định tồi tệ và một quyết định rất tồi tệ. Cuối cùng, EU đã quyết định rút lui để bảo toàn tính mạng thay vì tử thủ những người lính cuối cùng. Kênh Rizerso cũng cho biết tuyến phòng thủ của Ukraine tại Chasovia đã bị sụp đổ. Lực lượng Moscow chiếm toàn bộ tuyến chiến hào dọc theo kênh đảo cả hai bên. Họ cũng chiếm được hai địa bàn là quận Tháng 10 và quận Mới. Trên mặt trận Kursk, giao tranh vẫn tiếp diễn trên toàn bộ tuyến chiến đấu. Tại một số khu vực, quân đội Ukraine đã cố gắng tấn công các vị trí của Nga nhưng không thành công. Ở quận Gruskovo, các đơn vị Kiev vẫn duy trì sự hiện diện ở khu vực đường dây xe lửa phía nam là Novi Put. Chưa có cảnh quay nào xác nhận việc quân đội Nga dọn sạch lãnh thổ từ khu định cư. Ở quận Korenovo, kẻ thù đang cố gắng mở rộng cổ chai ở vạc dầu theo tuyến Zeleny, Siyak, Nizhny Klin. Trong ngày qua, quân đội Nga đã đẩy lùi ít nhất hai cuộc tấn công của đối phương tại khu vực. Về phía bắc, một nhóm thiết giáp Nga đã tiến vào khe núi Kalinov Rog và các khu vực Donetsk ở Rostov. Giao tranh đang diễn ra ở khu vực Verzhynia, Volotska, đường Krepenets và đường Karaskiles. Tại quận Sucha, Kiev cũng đã cố gắng tấn công vào vùng lân cận Pleskovo, nhưng các báo cáo mới đây về quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát nơi này vẫn chưa được xác nhận. Tại làng Zalesenko, Moave tấn công Inokodes Orion của Nga đã phá hủy một xe tăng của đối phương. Lực lượng Moscow tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine tại Sumy và Belopoli bằng bom lượn và tên lửa cùng UAV cảm tử Geran. Nga ào ạt tiến công ở Kupiansk, Pokrovsk và Liman. Kênh Ryba cho biết Moscow đã tiến công bằng tên lửa và các mục tiêu ở Cherkasy, cảng Yuni tại Odessa và Ochakiv thuộc vùng Mykolaiv. Theo hướng Liman, quân đội Nga đã chiếm được khu định cư Novosadov và cải thiện vị trí chiến thuật của họ ở phía bắc Makivka theo sông Cherebet. Tại Donetsk, các nhóm xung kích của Moscow đã kiểm soát hầu hết Imailivka và tiến vào Novosadivka ở phía nam. Cuộc tấn công cũng đang tiếp tục về hướng Novomichivka. Về phía Pokrov, quân đội Nga đã hội quân tại trung tâm Seredov, phá vỡ tuyến phòng thủ của đối phương ở một số khu vực. Giao tranh vẫn đang diễn ra trong đô thị
và vì thế chiến thuật của quân đội Ukraine đã xấu đi nhanh chóng. Theo hướng Nam Donetsk, các đơn vị Moscow đang tiến về Bohaynevlenka và mở rộng đáng kể khu vực kiểm soát ở phía nam Katernivka về phía Yelizavetivka. Kênh RV Voenko xác nhận quân đội Nga đã xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương theo hướng Kupiansk-Liman. Các nhà phân tích quân sự ủng hộ Kiev muộn màng nhận ra rằng mặt trận cũng đang sụp đổ ở khu vực này, công bố các bản đồ có độ trễ về bước tiến của đội Nga. Sau khi kiểm soát Novosadok về phía đông, quân Nga tiến theo các trục và vành đai trên một số khu vực rộng lớn, rộng 3,95 km và sâu 2,05 km. Ở phía tây Kislovka, lực lượng Moscow đang tấn công bằng xe bọc thép. Trước đó họ đã phát triển về phía con đường từ Kostnigivka. Tại Kruklikovka, quân đội Nga chiếm lĩnh khu vực trung tâm đường Mira trên một khu vực rộng lớn tới 1,17 km và sâu tới 1,15 km. Giao tranh hiện vẫn đang tiếp diễn. Nga tiến nhanh ở miền đông Ukraine. Một blogger quân sự thân Nga cho biết Nga đã kiểm soát các quận trung tâm, phía đông và phía nam của thành phố Seridov. Hàng phòng ngự của Ukraine đột ngột sụp đổ. Theo báo Mokotsky Komestnov, lực lượng Nga đang tiếp cận trung tâm Seridov. Trong khi đó, blogger quân sự Nga đã đăng tải video trên nền tảng Telegram cho thấy các binh sĩ thuộc trung đoàn súng trường cơ giới số 433 giương cờ Nga trên một nóc tòa nhà trung tâm thành phố. Seridov vốn là nơi sinh sống của khoảng 20.000 dân. Kịch bản Nga kiểm soát Seridov sẽ mở đường cho cuộc tấn công của họ vào trung tâm hậu cần quan trọng ở Okrov, nằm cách Seridov khoảng 20 km về phía tây bắc. Deep State, nhóm chuyên phân tích video chiến sự, nhận định các lực lượng Nga với lợi thế về nguồn lực bộ binh và trang thiết bị vô tận đang gây sức ép lên lực lượng phòng thủ của Ukraine. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ, những bước tiến của quân Nga và Seridov cũng như về phía nam và bắc thành phố có thể sớm khiến quân Ukraine phải rút khỏi khu vực để tránh bị bao vây. Tuy nhiên, ISW cũng nhấn mạnh, ngay cả khi kiểm soát Seridov trong những ngày tới, điều đó cũng không có nghĩa là họ sẽ giành được Pokrov. Thậm chí, ISW cảnh báo, việc chiếm giữ Seridov sẽ khiến lực lượng Nga kiệt sức, làm họ suy yếu nên được lệnh xoay trục về phía Pokrov. Nhà quan sát quân sự Ukraine Konstantin Masovets nhận bình luận, lực lượng Nga bị sa lầy trong các cuộc tấn công và Seridov khiến cho mục tiêu kiểm soát Pokrov bị đình trệ. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine hôm 24 tháng 10 cho biết, Kiev đã đẩy lùi 38 cuộc tấn công của Nga trên mặt trận Pokrov và 148 cuộc xung đột diễn ra trong ngày qua. Mặt khác, quân đội Ukraine thừa nhận tình hình trên chiến trường vẫn còn khó khăn. Đối phương lợi dụng lợi thế về nhân lực và trang thiết bị tấn công không ngừng vào các vị trí của chúng ta. Trước đó, đại tá cơ quan an ninh Ukraine đã nghỉ hưu Oleg Starikov cho rằng một phần tiền tuyến của lực lượng vũ trang Ukraine đang có dấu hiệu sụp đổ. Theo ông, việc giải quyết các vấn đề nảy sinh do hỏi nguồn lực và binh lính có động lực trong bối cảnh quân đội Ukraine thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực và nguồn lực. Chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi đồng minh và đối tác tăng cường hỗ trợ quân sự. Nhà Trắng hôm 23 tháng 10 thông báo các nước G7 gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Canada, Italy và Nhật Bản sắp đạt được thỏa thuận cung cấp cho Ukraine khoản vay 50 tỷ đô la Mỹ. Quỹ này trích từ lợi nhuận từ các tài sản bị phong tỏa của Nga và nhằm hỗ trợ kinh tế quốc phòng của Ukraine. Nga nêu các biện pháp trả đũa sau khi phương Tây tịch thu tài sản. Bộ trưởng Tài chính Anton Leonov cảnh báo Nga sẽ đáp trả tương xứng đối với việc phương Tây sử dụng lợi nhuận tạo ra từ tài sản bị đóng băng của Moscow. Mỹ và các đồng minh đã đóng băng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2 năm 2022. Phần lớn số tiền này vào khoảng 197 tỷ euro, tương đương 213 tỷ đô la Mỹ đang được giữ tại trung tâm thanh toán Euroclear, có trụ sở tại Bruxelles, Bỉ. Hôm 23 tháng 10, Washington đã công bố quyết định sử dụng số tiền thu được từ các tài sản bị đóng băng để trả khoản vay trị giá hàng tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Nếu các nước phương Tây đã bắt đầu sử dụng lợi nhuận từ các khoản dự trữ bị đóng băng của Nga, chúng tôi sẽ đáp trả chính xác như vậy. Chúng tôi đã đóng băng tiền từ các công ty và tổ chức không thân thiện từ phương Tây. Chúng tôi giữ số tiền này trong tài khoản của mình theo cùng một cách và sẽ sử dụng thu nhập từ các tài sản này theo cách tương tự. Bộ trưởng Nga cho biết, thu nhập từ các quỹ này sẽ được phân bổ cho nhu cầu của nền kinh tế, nhu cầu của các thực thể cấu thành Liên bang Nga, đồng thời lưu ý rằng các quyết định tương ứng đã được đưa ra. Mỹ cho biết hôm 23 tháng 10 rằng họ sẽ cung cấp cho Kiev các khoản vay trị giá 20 tỷ đô la Mỹ. Việc sử dụng lợi nhuận từ các tài sản bị đóng băng của Nga sẽ hỗ trợ Ukraine
mà không gây gánh nặng cho người nộp thuế, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố. Một ngày trước đó, Nghị viện châu Âu đã ủng hộ việc phân bổ khoản vay lên tới 35 tỷ euro, tương đương 38 tỷ đô la Mỹ cho Kiev bằng cách sử dụng tài sản bất động sản của Nga làm tài sản thế chấp để trả nợ ngân hàng. Theo Euroclear, các khoản tiền bị đóng băng đã tạo ra 3,4 tỷ euro, tương đương 3,6 tỷ đô la Mỹ tiền lãi tính đến giữa tháng 7. Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng việc phương Tây tịch thu tài sản của nước này là hành vi vi phạm pháp luật và làm suy yếu các loại tiền tệ dự trữ, hệ thống tài chính toàn cầu và nền kinh tế thế giới. Quỹ tiền tệ quốc tế cũng nêu lên mối lo ngại rằng những hành động như vậy có thể làm suy yếu lòng tin và hệ thống tài chính phương Tây. Ông Siluanov trước đó cảnh báo rằng các bên đang theo dõi chặt chẽ diễn biến liên quan tới tài sản của Nga và đang tự rút ra kết luận của riêng mình. Trong khi đó, ông Siluanov không nêu chi tiết về số lượng tài sản phương Tây mà Nga đang nắm giữ. Các tính toán trước đây của RIA Novosti ước tính con số này gần tương đương với số tài sản của Moscow bị đóng băng ở phương Tây. Hãng thông tấn này đưa thông tin rằng tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nền kinh tế Nga của EU, G7, Australia và Thụy Sĩ lên tới 288 tỷ đô la Mỹ tính đến cuối năm 2022. Kể từ khi xung đột nổ ra cách đây hơn 2 năm, Mỹ và các nước châu Âu đã ra sức viện trợ cho Kiev và áp các lệnh trừng phạt đối với Nga. Mỹ là bên viện trợ nhiều nhất. Nga cảnh báo rằng các khoản viện trợ của phương Tây sẽ chỉ khiến xung đột kéo dài hơn. Nhiều quốc gia phản đối mời Ukraine gia nhập NATO. Politico dẫn nguồn tin từ các quan chức và nhà ngoại giao giấu tên của Mỹ và NATO ngày 24 tháng 10 cho hay, kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Volodymyr Zelensky đang đối mặt với nhiều thách thức. Đó là bởi kế hoạch này phụ thuộc vào việc Ukraine nhận được lời mời gia nhập NATO, nhưng một số thành viên chủ chốt của Liên minh không quan tâm đến việc biến điều này thành hiện thực. Theo nguồn tin này, hiện ít nhất 7 thành viên của NATO không ủng hộ lời mời Ukraine gia nhập Liên minh ở thời điểm hiện tại. Các nước này gồm Mỹ, Đức, Hungary, Slovakia, Bỉ, Slovenia và Tây Ban Nha. Thủ tướng Slovakia Robert Fico hồi đầu tháng cảnh báo, việc Ukraine gia nhập NATO có nguy cơ kéo theo thế chiến thứ ba và ông sẽ không bao giờ đồng ý với điều đó. Politico cho biết, các thành viên chủ chốt của NATO lo ngại bị lôi kéo vào một cuộc chiến với Nga. Trong cuộc phỏng vấn với Politico, đại sứ Mỹ sắp mãn nhiệm tại NATO đã nhấn mạnh lập trường của Washington rằng Liên minh chưa sẵn sàng mời Ukraine gia nhập. Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào năm 2022, không lâu sau khi Nga mở chiến dịch quân sự. Giới lãnh đạo của Liên minh đã cam kết đến một ngày Ukraine sẽ trở thành thành viên của khối, nhưng không phải ở thời điểm này, nhất là khi xung đột chưa chấm dứt. Ông Putin cảnh báo phương Tây về mục tiêu đánh bại Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại phiên họp mở rộng của nhóm BRICS ở Kazan vào ngày 24 tháng 10. Ukraine đã và đang bị lợi dụng để tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của Nga, trong khi lợi ích sống còn của chúng tôi, mối quan tâm chính đáng của chúng tôi về việc xâm phạm quyền của người nói tiếng Nga đang bị bỏ qua. Các quốc gia phương Tây thậm chí không còn che giấu mục tiêu gây ra thất bại chiến lược cho đất nước chúng tôi. Tổng thống Putin cho rằng phương Tây sẽ không đạt được mục tiêu của mình. Đó chỉ là ảo tưởng. Chỉ những ai không biết lịch sử nước Nga mới có thể tin vào điều này, bởi vì họ không tính đến sự thống nhất và sức mạnh tinh thần của người Nga đã được rèn luyện qua nhiều thế kỷ. Tổng thống Putin tuyên bố sự xuất hiện của một trật tự thế giới công bằng hơn đang bị cản trở bởi các thế lực quen với suy nghĩ và hành động theo logic thống trị mọi thứ và mọi người. Theo ông Putin, các lệnh trừng phạt đơn phương phi pháp và sự can thiệp vào công việc của các quốc gia khác dưới chiêu bài quan tâm đến dân chủ và nhân quyền của phương Tây đang làm suy yếu sự ổn định chiến lược trong khu vực và toàn cầu, cũng như khuyến khích xung đột giữa các quốc gia. Tại phiên khai mạc hội nghị thượng đỉnh BRICS hôm 23 tháng 10, Tổng thống Putin nhấn mạnh trật tự thế giới đa cực không thể đảo chiều đang được hình thành. Quá trình hình thành trật tự thế giới đa cực đang diễn ra, một quá trình năng động và không thể đảo ngược. Tổng thống Putin phát biểu tại hội nghị với sự tham dự của hàng chục lãnh đạo thế giới. Theo nhà lãnh đạo Nga, BRICS đang tăng cường quyền lực của mình trong các vấn đề quốc tế. Trong bài phát biểu, Tổng thống Putin kêu gọi các thành viên trong khối xem xét cách họ có thể giải quyết các vấn đề cấp bách nhất trong chương trình nghị sự toàn cầu, bao gồm các xung đột khu vực gay gắt. Tổng thống Nga cũng ca ngợi một quan hệ chặt chẽ, quan hệ đối tác chiến lược của Moscow với các đối tác trong những cuộc hội đàm hôm 22 tháng 10 với các nhà lãnh đạo gồm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Phát biểu tại hôm 24 tháng 10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố điều quan trọng là đạt được mục tiêu hạ nhiệt tình hình ở Ukraine càng sớm càng tốt. Chúng ta phải giúp hạ nhiệt cuộc khủng hoảng ở Ukraine càng sớm càng tốt và
và mở đường cho một giải pháp chính trị, ông Tập tuyên bố. Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 16 có sự tham dự của khoảng 20.000 đại biểu đến từ 36 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 22 lãnh đạo quốc gia cùng lãnh đạo của 6 tổ chức quốc tế. Đây là hội nghị lần đầu tiên BRICS theo hướng mở rộng, gồm 9 nước, ngoài Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, còn có thêm Iran, Ai Cập, Ethiopia và các tiểu vương quốc Ả Rập Nhất UAE. Hạ viện Nga ngày 24 tháng 10 thông qua hiệp ước song phương với Triều Tiên. Đây là thỏa thuận được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký trong chuyến thăm Bình Nhưỡng hồi tháng 6 và được trình lên Hạ viện hồi đầu tháng. Hiệp ước phác thảo sự hợp tác chiến lược toàn diện mà hai nước dự định duy trì, bao gồm cả các vấn đề an ninh quốc gia. Hiệp ước nêu rõ rằng không bên nào sẽ ký kết các hiệp ước với bên thứ ba xâm phạm chủ quyền của bên kia. Trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vào một trong hai quốc gia còn lại cam kết sẽ cung cấp hỗ trợ, bao gồm các phương tiện quân sự, như được Hiến chương Liên Hợp Quốc cho phép. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rylenko cho biết, hiệp ước sẽ đưa quan hệ giữa Nga và Triều Tiên lên một tầm cao mới và góp phần tạo ra một hệ thống quốc tế đa cực công bằng. Đây là một hiệp ước mở, không có bất cứ điều khoản bí mật nào, mọi thứ đều được viết rõ ràng.